Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một cái bơm sình và cặp bánh lòng các bạn. Thì mỗi một món đồ này thì người ta bán là 3 triệu rưỡi. Anh em và các bạn cần mua thì liên lạc ha. Đó. Tất cả là hai món, một cặp bánh lòng của Shibuga 4.000 và một cái bơm sình đều là 3 triệu rưỡi các bạn. Anh em cần thì alo ha. Cái giá này thì bán giống như là bán da chai vậy các bạn, bán sắc dục. Rồi anh em cần thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề ha, để gặp ngay chủ các bạn. Rồi anh em và các bạn cần bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395 là số điện thoại của kênh YouTube của mình ha. Anh em cần bán đồ thì hãy liên lạc qua bên mình. Còn nếu anh em mà mua cái bơm sình này hay hoặc là cái cặp bánh lòng này thì anh em liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ các bạn, để mà mình thương lượng với chợ, thương lượng với chủ dễ hơn. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình ha.